Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Exeter 100, độ mang nét đẹp cổ điển không bao giờ lỗi thời. Theo như chia sẻ từ chủ xe, thì cái chiếc Exeter 100 4 số thuộc cái đời là 2007, trải qua hơn 10 năm vận hành, chiếc xe gần như vẫn còn là mới nguyên ngày nào. Cái phần được chủ nhân chăm sóc rất kỹ là chiếc xe được dọn lại phong cách là Spartano vô cùng ấn tượng. Trang bị đồng hồ Kosuma phiên bản version 2 được hãng đồ chơi Celeron sản xuất phục vụ anh em trên Exeter 100 4 số và cái chiếc Series 110 các bạn sang sử dụng. Phiên bản version 2, cái nền đồng hồ được thay đổi bằng cái chất liệu là carbon bơ, đẹp hơn, sang trọng hơn, nhưng mức giới hạn là không đổi. Bỏ đi cái bộ cụm thắng Nissin nguyên bản, chủ nhân đã hướng tới dụng lẫn cụm tay thắng của Race Boy, bình giao liền trong suốt. Cái bình có thiết kế là vuông tương tự như là Nissin lắp trên Exeter mà không chế cháo một cái chi tiết nào. Sử dụng bao tay Race Boy cho cái độ bấm tay cao hơn và im hơn rất nhiều. Nhìn xuống ở phần dàn chân, thấy chiếc xe được nâng cấp lên cái heo dầu Nissin phiên bản là hai bít xứng, kết hợp cùng với đĩa Nissin 220. Mẫu heo dầu này có cùng kích thước với cái Rainbow, anh em có thể là mua cái phát làm sẵn. Sử dụng không cần phải chế cháo cũng rất là tiện lợi và không bốc quá nhiều thời gian để chờ đợi làm phát. Nhìn ngắm hai bên đốc máy cái chiếc xe này, thấy cái sự chăm sóc rất kỹ từ phía chủ xe. Khi tất cả gần như được thay mới hoàn toàn từ những cái chim tiết ốc đến lò xo chân trống. Sử dụng cái cần đặt máy Spark, đây là cái tên gọi của dòng Exeter 100 4 số thị trường Lan. Ngoại hình là không khác biệt nhiều mấy so với cái mẫu xe của bên nước họ khi dùng cái công nghệ là phun sơn tẩn. Xe được phanh lên cái phanh đĩa sau, chiếc cốt cùng một y chang như bánh trước, để chủ nhân lên cái mâm cho Yes một cách rất là dễ dàng. Chi tiết ống xả được làm mới bằng Oppo Spark, trong xe là sang trọng. Sử dụng cái bột Race Boy để cải tiến cái khả năng giảm sốc sau. Phủ với cấu tạo lò xo ti vô cùng lớn, đem lại cái hành trình êm ái hơn cho xe đi trong những cái cung đường xấu. Ducati Sportster 95 đẹp nước ngày ở trên đường phố Thái. Khi nhắc về cái nhà Ducati, bất kỳ ai cũng phải công nhận rằng với những cái chủ trương công nghệ đi kèm với cảm giác lái là tuyệt vời như cái mẫu nhà xe Ducati mang lại. Và đến cái gã là Sportster 795, người ngắm sẵn sàng ưa thích bởi nó có những cái ưu điểm phù hợp với bốc chén người châu Á. Thiết kế cũng hiện đại, bắt mắt, tư thế ngồi cũng rất là thoải mái, dễ dàng xử lý trong mọi trường hợp cùng với có động cơ mẻ. Đặc biệt hơn là cái cần bỏ đi khoảng là 330 triệu nam để sở được một cái em Sportster 795, thay vì bỏ cái gần 500 triệu để sở cái bản là 696 được nhập khẩu từ Ý về như trước kia. Ducati Sportster 795 ngoại hình thiết kế y chang cái dòng là Sportster 696 nhập khẩu trực tiếp từ Ý. Sổ cái bình xăng với hai hốc gió ở phía trước thì cái tính kinh học rất cao. Trên thân bình những cái đường gân vuốt cao uốn lượn hai bên giúp cho cái người điều khiển có những tư thế điều khiển thoải mái và dễ dàng ôm cua hơn. Vẫn chưa hài lòng khi trang bị nhà Ducati cung cấp, ngoại thất của chiếc xe này trong clip trở nên vượt bậc hơn với những trang bị như cặp phanh, cặp con dầu của Rainbow AZ, cái cốc bình dầu Richemont, trợ lực trung tâm Scout của Holden. Phần đầu xe thì dữ dàng hơn với cụm chó đèn chia làm hai tầng, tăng cường khả năng chiếu sáng trong đêm. Một thiết kế rất quen thuộc, dễ dàng bắt gặp ở dòng Monster. Ngoài ra cái giảm trọng lượng cho cơ thể thông qua một cái bộ mâm Oset Racing hợp kim anh nhơi xe tống, cung cấp hiệu quả hoạt động cho các động cơ Airstream Desmodobit quen thuộc là cái cặp ống xả kép Tecuni được gắn ở gấp sau cái phần mông tăng thêm cái sự cá tính. Và giá bán của chiếc Sportster 795 2012 được Ducati Việt Nam phân phối dựng ở mức giá là 334 triệu Việt Nam đồng. Cảm ơn các bạn theo dõi này, hẹn gặp lại, nhớ like, subscribe.